Chặng đường 2020 sắp khép lại. Đây hẳn là một hành trình mà những khó khăn, thử thách liên tục ập đến. Từ dịch Covid-19 đến trận lũ lịch sử, tất cả đã để lại những tổn thất không nhỏ cho đồng bào ta. Nước là cuốn trôi, rồi là bị ngập úng, rồi là sạt lở, là đất vùi lấp. Gạo họ dân nước họ trợ lũ lụt đó, có phòng gạo ăn không có. Họ hỗ trợ lũ lụt mà ăn này được, nếu không có gạo mà ăn. Và một mùa Tết nữa lại về trên khắp nước ta. Tuy còn đó những khó khăn hay thiếu thốn, thì những người dân vẫn không ngừng hy vọng vào một khởi đầu mới, tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Con muốn ăn no. Thì rất mong mỏi á, là có là quan tâm hỗ trợ cho bà con trong ngày Tết là được là vui vẻ. Cũng có mong muốn đi làm, đi thuê giống như họ mà cho đủ con ăn mặc. Gạo, mong muốn đi làm Tết đang dành hương gạo cơm này dành hương hơi cho chứ không đi lấy gì mà ăn Tết. Đồng cảm được điều ấy, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và tất cả đối tác thân thiết đã cùng kết hợp để phát động chiến dịch Tết Sẻ Chia 2021. Tết Sẻ Chia là những chuyến xe chở theo 1.000 tấn gạo đến với 50.000 hộ gia đình trên 54 tỉnh thành dọc miền đất nước. Tết Sẻ Chia còn là chương trình từ thiện đầu tiên tại Việt Nam có sự chung sức từ doanh nghiệp bán lẻ và tất cả các đối tác đồng hành. Đây cũng là lần đầu tiên số gạo trao tặng đạt tới mốc 1.000 tấn. Tết Sẻ Chia còn là Tết của tình đồng bào, của sự đồng cảm, đồng lòng từ doanh nghiệp, từ đối tác, từ nhân viên và từ những khách hàng của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh. Bởi lẽ, để những chuyến xe Tết Sẻ Chia đến được khắp mọi miền, đưa những cánh tay đến với đồng bào đang cần được giúp đỡ là nhờ vào sự đóng góp của toàn bộ khách hàng mua sắm tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh. Với mỗi đơn hàng Tết, bạn đã góp từ 5 đến 10.000 đồng vào quỹ 1.000 tấn gạo lan tỏa yêu thương đến khắp mọi miền. Tết Sẻ Chia không mong làm được những thay đổi lớn lao, chỉ mong giúp những gia đình khó khăn có được một cái Tết ấm no, trẻ em không phải nhịn đói trong những ngày Tết, để Tết này là Tết của những nụ cười hạnh phúc. Chuyện không may năm nay rồi cũng qua Tết.